Dạ, xin chào bà con cô bác đang đến với kênh của Trần Thanh Trương ạ. Hiện giờ thì Thanh Trương đang ở sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn. Đây là những cái giây gọi là những cái giây phút cuối cùng ghi hình của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Thì sau khoảng thời gian 2 tháng tập luyện thì đến bây giờ thì cũng đã gọi là cũng ghi hình được đủ 18 tập rồi đó quý vị khán giả. Thì cũng xong rồi. Thì nói chung trong tâm trạng của Thanh Trương thì thực sự lúc này nó có nhiều tâm trạng lắm. Không biết anh Thành Tuấn được bà con cô bác rồi anh Khương Dừa đặt tên là Cấm Tú Cầu, thì nói chung là anh em mình cũng trải qua với nhau một chặng đường như gọi là cũng anh em trong nhà, thì không biết cảm xúc của anh Tú bây giờ như thế nào anh Tuấn. Tuấn có uống nước không? Dạ con dạ con cô uống rồi. Dạ cảm ơn cô nhiều. Đây quý vị khán giả, đây người cô rất là thân thương. Chào kênh của Thành Trương. Dạ đây cô là hay mang đồ ăn thức uống tầm bổ cho ekip luôn quý vị khán giả ơi. Cũng sắp hết mùa 3 rồi. Cô chúc kênh của con luôn luôn lúc nào cũng được ngàn triệu like. Dạ con cảm ơn cô. Sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, trong việc làm ăn thì lúc nào cũng thịnh bờm xuôi gió, hai đứa con cũng vậy. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Cứ sự nghiệp càng lên nhiều khán giả yêu mến. Dạ dạ. Con cảm ơn cô ạ. Dạ. Cô thương lắm quý bà con. Dạ cô dễ thương lắm bà con của bác ơi. Giờ bắt đầu trời 14. Dạ. Dạ thì lúc này Thanh Trương có một chút công việc thì xin được phỏng vấn là cảm xúc của anh như thế nào á? Thực sự là trải qua hơn 2 tháng để tập cùng với tất cả mọi người ekip tập với Trương với tất cả anh em, thì lúc đầu những ngày đầu tiên thì cũng rất là áp lực, cũng mệt, mình tập 3-4 giờ sáng, nhưng mà nay tới ngày cuối cùng thì tự nhiên mình cũng cảm thấy nó có gì đó rất là bồi hồi, rất là xúc động, mà mình nhớ lại những cái khoảng thời gian vừa rồi mình đã trải qua cùng nhau rất là nhiều kỷ niệm luôn. Mà rất là biết ơn anh Khương đã tạo ra một cái sân chơi cho bà con cô bác, và cũng tạo cho sân chơi cho Thanh Trương nè, Tuấn, Hải Châu và tất cả các anh chị. Hôm nay là ngày cuối rồi, hy vọng là mấy anh em mình sẽ làm tốt cái phần cuối cùng này trong cái tập cuối cùng để mà phục vụ với bà con cô bác khi mà xem Ngôi Sao Miệt Vườn 13. Cảm xúc của em thì thực sự giờ có vui có buồn, nói chung là nó loạn xình ngầu hết á. Tại vì là mình vui bởi vì là mình được diễn hài cho bà con cô bác coi, buồn thì là cái là sắp chia tay rồi đó. Thì hy vọng anh em mình sẽ hợp tác trong mùa 4 và sau chương trình này chúng ta sẽ có những cái sản phẩm đồng hành cùng nhau nha bà con cô bác ủng hộ. Bây giờ Thanh Trương cũng nói không hết nổi rồi. Đấy, chú Châu Thanh có cho liều thuốc uống 2 ngày thì cũng dán. Nói chung là giờ nhìn bà con cô bác đang coi vui vẻ, giờ bà con cô bác về nó buồn quá. Nhưng hẹn gặp bà con cô bác vào thứ bảy của các tuần, và hy vọng là sau chương trình này thì anh Khương sẽ có nhiều dự án để mình làm cho cái sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn của mình nó sáng, lúc nào cũng luôn sáng đèn anh ha. Mình chụp bộ ảnh cuối để mình chia tay sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn. Năm sau gặp lại nữa. Dạ. Cô nói năm sau là mình cái thấy nó buồn buồn quá thôi. Mấy nay tập ngày nào cũng đi tập đúng là cái chuyện buồn đó, nhưng lại cái buồn ha. Vô cái buồn quay bây giờ. Bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn những người chị, người anh khác nha bà con cô bác. Cô bác mình sẽ cổ vũ hết mình nha. Ủa giờ này lạnh á, bình thường nóng mà lạnh á. Dạ. Quá trời. Dạ. Đây, Hà Nam nha bà con. Ơi xinh quá ta.
đi đây là dễ, khó đi đó. Quay làm kỷ niệm. Hôm nay ngày cuối rồi cô chú, quay làm kỷ niệm rồi. Dạ, cảm ơn cô chú. Làm kỷ niệm anh ơi, hôm nay ngày cuối rồi, làm kỷ niệm ngôi nhà, ngôi nhà hạnh phúc quá, túp lèo lý tưởng. Thế thì chụp chụp mà chung mà con thử nhảy lại chú coi nè. Dễ thương quá trời. Thôi nhảy đi. Chú nhảy lại. Thôi mai mốt lên truyền hình mà coi. Bây giờ không muốn chú nhảy à? Không phải nào nhà. Không nhảy hai tay với quả chừng. Chú đang cầm điện thoại mà. Thì chú đây để là. Đây đang quay chú con. Đi đây, đứng này. Đứng nhẹ. Đây là những bé mà rất là mộ anh Khương Dừa và con các bạn. Con ghi hình các bạn. Thành mô lô to. Nhà quay làm kỷ niệm mà. Làm kỷ niệm rồi. Đây là trà tắc với lại nước dừa tắc của Nấm Bi mang lên để phục vụ khán giả nha bà con cô bác. Không sao, con quay làm kỷ niệm ơi. Cuối ngày rồi. À, thoải mái mà, cái này thoải mái mà. Dạ quý bà con cô bé. Dạ, anh Tuấn lấy cho bà đi, anh Tuấn lấy cho ngoại đi. Ngoại uống đá không ngoại? Không muốn đâu.
Chào cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn chị. Dạ các cô bè, các cô. Dạ con cảm ơn các cô ạ. Dạ chúc các cô sức khỏe nhiều vui trong cuộc sống ạ. Dạ bye cô. Dạ dạ. Không đâu, không vấn đâu, chị nghe chúc các cô sức khỏe bình an thôi, nhớ ủng hộ chương trình. Cảm ơn các cô đã theo dõi ạ. Mùa 4 tôi sẽ lên thi. Dạ dạ, cảm ơn các cô. Mà tôi nói thành chưa phải đóng cho tôi mới được. Dạ. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú. Dạ. Chúc chú về an toàn. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Hẹn gặp lại cô 14 ạ. Dạ, bà con của bác đang về. Dạ, cảm ơn chú nha chú. Cảm ơn chú. Hẹn gặp lại 14 nha chú. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn cô chú ạ. À, chúc các cô chú mạnh khỏe. Hẹn gặp lại 14 ạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn cô chú. Dạ, về nha chú. Rồi, chú về đây. Dạ, về nha cô. Dạ, chúc cô chú mạnh khỏe ạ. Dạ. Ơn, dạ. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại chú. Dạ. Dạ, con cảm ơn bà con cô bác ạ. Dạ, con chúc bà về. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào. Dạ con chào chú, chúc mạnh khỏe nha. Dạ chào chị, chào chị. Chào mẹ Cám nha. Dạ chào chị. Dạ chúc mọi người về bình an ạ. Mẹ Cám rất là hay nha. Dạ cảm ơn ạ. Về nha cô. Giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ thứ bảy gặp cô ạ. Các cô chú đang chuẩn bị ra về á bà con có bác. Dạ con chào chú ạ, chúc chú sức khỏe ạ. Dạ hẹn gặp lại chú ạ. Chú bút xe ạ. Dạ chú bút xe ạ. Ôi trời. Muộn rồi. Dạ. Dạ con chào chú ạ, chúc chú sức khỏe ạ. Chào kênh của Hát Dương. Dạ con chào chú. Một diễn viên tài năng của sân khấu điện ảnh cải lương hay nói luôn rồi, chung là tất cả bộ môn gì cũng hay hết. Dạ con cảm ơn chú. Xin chúc cho con được là nhiều khán giả yêu mến và giữ gìn sức khỏe để lúc nào cũng đẹp trai và diễn hay nha. Dạ con cảm ơn chú ạ. Dạ chúc chú sức khỏe ạ. Dạ tạm biệt chú ạ. Dạ tạm biệt cô ạ. Tạm biệt các con nha. Bye chú Hồng Đèn nha. Dạ. Tạm biệt chú Hồng Đèn. Ôi cốt like điệu nhảy của chú hả? Rồi cảm ơn các con. Hẹn tốt nha. Dạ, hẹn gặp lại các con mùa sau nha. Hoặc là sớm nhất là thứ bảy nha. Chú. Dạ. Bye chú. Dạ. Amen. Dạ ôm cái hả? Trời ơi, mê ôm nữa. Anh ta thấy là anh ta thấy. Không chú. Chú có cái này nè. Con nè. Thằng nào thì nó quay lại. Dạ con chào chú nha chú, cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú ạ. Có dịp gặp lại nha chú gần đây mà. Dạ vâng chú. Dạ cảm ơn chị ạ. Chúc chị nhiều sức khỏe. Ôi, chú dịu đi. Ôi mấy bé thích cái điệu nhảy của chú rồi. Nhớ cái tập đó phát sóng nhớ coi nha các con. Biết dạ. Nó về nha Tươi, cảm ơn Tươi nhiều. Thầy về à. Dạ cảm ơn anh ạ. Về nha anh Tuấn. Hey, chú yêu happy birthday. Dạ chào cô ạ. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dạ con chào cô. Dạ con chào các cô ạ. Dạ cảm ơn.